thời gian qua đã có hàng trăm lao động trên cả nước đã nhẹ dạ cả tin với chiêu trò quảng bá sang nước bạn Campuchia làm tại các công ty với công việc nhẹ nhàng và có thu nhập cao. Nhưng thực tế, các lao động lại phải làm việc vất vả, bị giam lỏng và áp bức. Sau đây là phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân. 34 lao động từ các tỉnh thành phố trong cả nước vừa được lực lượng biên phòng Campuchia bàn giao về nước do đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tiếp nhận vào tối ngày 22 tháng 9 cho biết. Do chính quyền Campuchia tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát tại các công ty có người nước ngoài làm việc bất hợp pháp nên chủ đã mướn nhà nghỉ cho ở. Lợi dụng sơ hở nên các nạn nhân đã bàn nhau trốn về. Qua đây mọi người có lời cảnh báo với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Trung bình một ngày mình làm 12 tiếng mà mình tăng ca có khi là 2 đến 3 tiếng thêm. Nếu mà làm không được nữa thì sẽ bị đánh đập, nên khuyên mọi người là đừng nên qua. Bạn không biết thì đừng có qua, tại vì họ sẽ bán người hay là họ sẽ ép mình làm việc quá thời gian hay là họ sẽ hù mình tất cả mọi thứ gì đó. Để giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh Long An đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là khu vực biên giới, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực vùng biên.